bạn. Thì các bạn đang xem trên kênh Rosa Media, một trong những kênh về ẩm thực và thẩm mỹ. Thì chúng tôi thường xuyên làm video clip về ẩm thực, về thẩm mỹ. Thì đến với hôm nay thì tôi sẽ làm một cái món ăn, thì món bánh rất là đơn giản, hầu hết là gia đình nào chúng ta cũng có thể thực hiện được, và nhất là những trẻ em cấp 1, cấp 2 rất là mê cái dòng bánh này. Thì dòng này á, là một trong những dòng gọi là dòng bánh ốc Quế. Thì tôi xài nguyên liệu đây là những nguyên liệu đơn giản nhất, phổ thông nhất, và đặc thù ở đây tôi muốn rất là nhiều cái công thức mà tôi trước đây tôi đã làm món ốc Quế rồi, trên mạng các bạn đã thấy, nhưng mà hôm nay tôi sẽ làm một cái loại công thức mới thì phổ thông nhất, và đặc biệt cho những cái vùng như là miền Tây, là xứ sở của nước cốt dừa, các bạn ha. Thì thông dụng thì là nước cốt dừa ở miền Tây rất là rẻ, và cái bánh này bây giờ xu hướng người ta làm gia công ở nhà, người ta những chị em phụ nữ ở nhà không miền Tây đó, thì người ta lại gia công rồi đóng bịch 10 cái 20 cái gì đó, thì chúng ta xuất khẩu lên những thành phố lớn như Đồng Nai, Bình Dương, Sài Gòn rồi để chúng ta bán ở những cái cửa hàng mà ăn vặt tiện lợi, hoặc là chúng ta bỏ vô những cửa hàng ăn kem đó, thì người ta có những cái bánh ốc Quế, chúng ta bỏ kem lên ăn. Thì các bạn đang xem trên kênh Rosa Media, một kênh về ẩm thực và thẩm mỹ. Thì chúng tôi bắt đầu chương trình là dạy cho các bạn về một món ăn thông dụng, đó là bánh ốc Quế. Thì để chuẩn bị nguyên liệu thì chúng ta có cái cân các bạn ha, chúng ta sử dụng cái cân nào cũng được, một cái thao. Thì chúng ta xét về gyro, đơn vị tính của mình á là gram nha các bạn. Rồi chúng ta sử dụng là 200 gram nước cốt dừa, 3. Thì tại sao tôi sử dụng nước dừa lon ha? Nước dừa lon với nước cốt dừa ép thì nó cũng bằng nhau, nhưng tôi muốn xài lon đây để cho một số bạn là ở nước ngoài, ở Mỹ, ở Canada thì không có nước dừa ép, thì chúng ta sử dụng nước dừa lon thì cũng sử dụng được luôn. Và trước khi chúng ta làm, chúng ta lắc ha thì nó đều lon lên. Thì Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Indo là trong những quốc gia hàng đầu về dừa. Dừa thì nó quá nhiều chất dinh dưỡng, tôi không nói thêm. Rồi, chúng ta sử dụng 200 gram nước cốt dừa. Tương tự vậy, chúng ta sử dụng 200 gram nước sinh hoạt. Rồi. Thì chúng ta mới vừa sử dụng là 400 gram. Về đường ha, thì chúng ta sử dụng đường trắng hoặc đường vàng, đường nào cũng được. Với cái lượng là 200 gram nước cốt dừa, 200 gram nước lọc, thì chúng ta sử dụng cái lượng đường khoảng là 100. Thì người nào ăn ngọt thì chúng ta có thể xài từ 120 tới 150, là 150 gram các bạn ha. Rồi chúng ta xài 100 gram. Chúng ta có muối ha, muối ăn của mình. Thì muối là một chất về điều vị, thì chúng ta cho xíu muối vô thì ăn cái vị giác chúng ta sẽ kích thích hơn và điều cái vị giác mình. Thì các bạn coi video clip của tôi rất là nhiều trên cái kênh Rosa hoặc là YouTube ha. Thì trong cái video clip của tôi thì tôi nói chuyện hơi lớn lớn, thì đó là cách nói chuyện của tôi. Thì trong quá trình làm này thì chúng ta có những khúc mắc gì các bạn cứ trao đổi thêm với tôi trên cái kênh đó, chúng ta có thể là chat với nhau và truyền cái thông tin làm sao để cái món ăn của Việt Nam mình ngày càng phát triển, ngày càng đi lên và ngày càng khắp năm châu. Thì mục đích tôi làm sao đẩy cái món ăn Việt Nam nhiều vô chương trình nữa. Thì trước đây tôi làm về bánh mì Việt Nam, làm về bánh mì baguette hoặc là bánh tét lớp, hoặc là các cái dòng món Tàu về dim sum hoặc là vịt quay. Và xu hướng sắp tới tôi hay đẩy cái món ăn Việt Nam vào chương trình của mình nhiều hơn, để món ăn Việt Nam chúng ta đi khắp thế giới, làm sao món ăn Việt Nam đi đâu người ta cũng nhắc tới, và người Việt chúng ta ở khắp nơi và chúng ta có thể kinh doanh được. Rồi, tiếp theo thì đa số các bạn thấy á, là cái bánh ốc Quế này trên mạng tất cả mọi người chúng ta đều xài bột mì. nhưng riêng ở đây tôi cho các bạn xài bột gạo, tại vì á, cái bột gạo này á, là của Việt Nam mình, thì tại sao chúng ta không sử dụng nguyên liệu của Việt Nam, chúng ta pha vô để làm sao cái sản phẩm của Việt Nam chúng ta phát triển hơn và đi khắp Nam Châu. Thì chúng ta xài khoảng 100 gram bột gạo ha. Cái bột gạo chúng ta ăn thì nó rất là thanh đạm các bạn ha. Đó, nó không có rất là nhiều chất và bột gạo rất là sạch. Đó. Thì song song đó thì chúng ta xài thêm 100 gram bột mì. Thì nếu mà chúng ta không có bột gạo, chúng ta xài hết bột mì cũng được ha. Nhưng đôi khi các bạn nên xài bột gạo là sao? Thì cái thành phần bột gạo này khi chúng ta cho vào cái thành phần hỗn hợp này, khi cái bánh chúng ta nó có một cái độ giòn nhất định và giòn rất là lâu. Nhiều người ta xài bột mì và có thể là xài trứng nữa, thì cái bánh mình mới vừa ra nó giòn, nhưng mà chúng ta để 5 tiếng 10 tiếng hoặc sau một ngày bắt đầu bánh nó dẻo và nó mất cái độ giòn đi. Riêng cái có mà bột gạo vào và chúng ta hạn chế sử dụng trứng thì cái bánh này nó sẽ giòn lâu các bạn dùng ha. Thì tại sao tôi thay đổi công thức là gì? Chúng ta xài 100 gram bột mì ha. Bột mì đa dụng nha các bạn. Đây, chúng ta xài bột mì đa dụng. Rồi, chúng ta xài giấm ha. Giấm ta xài 5 gram giùm tôi. Rồi, chúng ta dùng một cái cây ha, chúng ta sẽ quậy nó. Rồi, chúng ta quậy sơ các bạn ha. Đây hỗn hợp chúng ta. Rồi, các bạn thấy cái hỗn hợp mình không có bột ly ông thì cái bột nó hơi trắng ha. Và chúng ta các bạn coi nè, chúng ta cho chút xíu bột ly ông khoảng 3 gram 5 gram vô ha. Các bạn thấy cái bột mình nó sẽ ngả vàng hơn, các bạn thấy không? Rồi. Đây. Thì ở đây nó có mè. Thì bạn nào thích mè thì chúng ta có thể cho mè vào ha. Không xài mè vẫn được nha các bạn. Đó. Mè ha. Nếu mà chúng ta muốn cái mùi này nó thơm hơn thì có thể là chúng ta rang nó trước, nó vừa ngả vàng chúng ta cho vô. Nếu không có thời gian chúng ta để mè tươi chúng ta vô cũng được. Rồi, đây là hỗn hợp mình. Thì chúng ta sẽ cho bột nghỉ khoảng 15 tới 30 phút. Thì tại sao phải cho bột nghỉ? Thì khi cái bột chúng ta ngậm nước cốt dừa, bắt đầu bột nó sẽ dẻo ra, nó nở bột ra thì chúng ta làm bánh nó sẽ ngon hơn. Nếu mà chúng ta không có thời gian thì chúng ta có thể dùng cái này chán luôn. Nhưng mà tôi khuyên các bạn nên để cho bột nghỉ 15 tới 30 phút và chúng ta sẽ quay trở lại, bắt đầu bắt tay vào công việc và nướng bánh trên cái khuôn bánh bằng điện hoặc là bằng ga, bằng than. Thì các bạn đang xem về kênh Rosa Media, một chủng kênh về ẩm thực và thẩm mỹ. Thì chúng tôi thường xuyên làm video clip và các bạn nên subscribe và chọn cho mình một trong những cái kênh uy tín để chúng ta thường xuyên trao đổi về ẩm thực. Hẹn gặp lại các bạn chào thời gian khoảng 30 phút nữa chúng ta để bột nó nghỉ. Bye bye, chào các bạn.